Xin chào tất cả các bạn. Kênh mua sắm hôm nay mua gì của chúng tôi xin giới thiệu cho tất cả các bạn một trung tâm thể dục thể hình đang rất được ưa chuộng hiện nay. Đó chính là trung tâm thể dục thể hình California Fitness và Yoga. Đây là trang chủ của trung tâm. Vì sao trung tâm thể dục thể hình California lại đang được ưa chuộng đến như vậy? Thì mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu lược về trung tâm này. Đầu tiên, trung tâm California sẽ cung cấp dịch vụ luyện tập và những cách giảm cân hiệu quả để bạn có thể sở hữu một bức vóc dáng đẹp, quyến rũ và trong một thời gian ngắn nhất. Đặc biệt hơn nữa là tại đây các bạn sẽ được luyện tập cùng với các chuyên gia hàng đầu thế giới. Và cam kết tư vấn cho bạn những cái giải pháp cách giảm cân hiệu quả nhất. Đây là một số hình ảnh chuyên gia hàng đầu của trung tâm với mục tiêu là làm cho cuộc sống của tất cả mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Thì trung tâm của chúng tôi đã có mặt trên 6 thành phố lớn trên khắp Việt Nam, bao gồm có câu lạc bộ Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Biên Hòa, Nha Trang và Cần Thơ. Bạn ở khu vực nào, ở vị trí nào, hãy chọn trung tâm phù hợp nhất để bắt đầu luyện tập với cách giảm cân nhanh nhất. Và đây là một số câu lạc bộ. Và mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh cho nên mình sẽ tìm hiểu về cái câu lạc bộ này. Còn các bạn ở khu vực khác thì mình có thể bấm vào cái từng khu vực để tìm hiểu. Và tại thành phố Hồ Chí Minh thì có rất là nhiều địa điểm, như là ở quận Tân Bình, quận 3, quận 7, quận 1, quận 11, quận 4, quận 5, quận Đất. Rất là nhiều chi nhánh khác nhau. Và ở đây thì tất cả các trang thiết bị, máy móc rất là hiện đại và không gian rất là đẹp. Vừa rồi cô đã đi cái trung tâm vừa phải hình một thời gian như mình bấm vào đây để xem cái không gian vào cơ sở vật chất đặc biệt là như thế nào. Đây, và các bạn nào ở quận 5 thì cái trung tâm đang có chương trình khuyến mại. Tháng đầu tiên chỉ mới 400.000 đồng. Đây là không gian tiếp theo, phải không ạ? Không gian tập. Và đây là hình ảnh bạn sẽ được tập cùng với các chuyên gia huấn luyện viên cá nhân của bạn. Và đây là những câu chuyện thành công về cách giảm cân tại trung tâm. Rất hấp dẫn cho mình. Và bạn ở khu vực nào thì mình bấm vào để xem cái thời gian và địa điểm tập tại khu vực đó. Và mình đã giới thiệu sơ lược qua về trung tâm California Fitness và Yoga. Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho bạn một loại hình tập thể dục giảm mỡ bụng mà không cần phải ăn kiêng, đó chính là bộ môn yoga. Và để tìm hiểu rõ hơn về bộ môn này cũng như là các bài tập của bộ yoga như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu xem một đoạn video sau đây.
Nhưng mình đã tìm hiểu xong về video giới thiệu về các bài tập yoga. Và các bạn có phát hiện ở trong video của mình có sự xuất hiện của ca sĩ nào không ạ? Đó chính là ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Và tại sao các người mẫu, diễn viên hàng đầu thế giới, những biểu tượng, nhan sắc khiến hàng tỷ người phải hâm mộ, đều chọn yoga là phương pháp luyện tập hàng ngày? Bởi vì sao ạ? Bởi vì yoga giúp họ duy trì nhan sắc và giữ cho cơ thể của họ săn chắc, không chạy xệ. Bên cạnh đó thì họ sẽ giữ gìn cái sự giúp cho vẻ bề ngoài luôn trẻ trung và đầy sức sống. Ngoài ra, luyện tập yoga còn là một biện pháp để liệu pháp tinh thần tuyệt vời, giúp cho đầu óc thoải mái hơn nè, thư giãn hơn, ngủ ngon giấc và xóa tan các nỗi phiền lo âu. Khi mà đến với California thì các chị em mình sẽ được chăm sóc tốt nhất với các loại máy móc hiện đại nhất, được huấn luyện viên trên khắp thế giới hướng dẫn tập gym với huấn luyện viên của mình, được tư vấn về thực đơn hàng ngày để mà giữ gìn vóc dáng đẹp. Và còn một điều đặc biệt hơn nữa là đến nay thì tất cả các hội viên sẽ được tích điểm để được giữ nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị từ câu lạc bộ. Phần cuối cái đoạn chia sẻ hôm nay thì mình xin chia sẻ cho các bạn cách đăng ký bộ môn yoga này. Đây là mình bấm vào cái nút đăng ký ở đây. Đây, giảm 9kg cùng yoga chỉ với 599.000 đồng, 100% lớp học yoga cùng với thầy Ấn Độ, trải nghiệm phòng tập chuẩn 5 sao, tham gia hơi 20 lớp yoga đêm và thể dục. Và mình bấm vào cái nút đăng ký nên nó sẽ hiện lên ưu đãi đặc biệt, chỉ còn 19 phút nữa, giá chỉ còn là 599.000 đồng. Và bạn có thể điền thông tin của mình vào đây, tên của bạn. Mà mình điền thử thông tin tên của mình trước đó, tại vì mình lại đăng ký trước máy rồi cho nên nói về những thông tin của mình thôi. Số điện thoại, đây là chọn khu vực bạn đang sống và bấm vào phần đăng ký. Ngồi đây à. Vậy là mình đã đăng ký thành công bộ môn yoga này. Và cái nhân viên sẽ sớm liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ. Vừa rồi là bạn chia sẻ về trung tâm California, Phoenix và yoga, và cũng như là phần chia sẻ cụ thể hơn là bộ môn yoga đang rất là được ưa chuộng hiện nay. Cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.